tổn thương thì nó kích hoạt tiểu cầu gắn vào thành mạch.
qua một cái cầu nối là yếu tố Willebrand. Yếu tố Willebrand. Nó có một cái cụ thể nó gắn vào tiểu cầu. Ở đây nó có cụ thể glycoprotein 2B3A5 1B ha. Nó gắn một đầu vào đây để nó kích hoạt, nó gắn tiểu cầu vào và từ đây nó khởi động, nó sẽ gắn tiểu cầu lại với nhau và gắn vào. Mình có các kháng nguyên tiểu cầu thì có cái hệ thống kháng nguyên ha. Rồi kháng thể trong tiểu cầu thì nó có hai loại, dị kháng thể với là tự kháng thể. Tự kháng thể tức là mất điều hòa miễn dịch ha. Giống như trong sức khỏe tiểu cầu miễn dịch đó, do mất điều hòa nó sinh ra kháng thể nó chống lại, tự cơ thể nó chống lại cái kháng thể nó chống lại bản thân của cơ thể đó. Còn dị kháng thể là do nó tiếp xúc với tiểu cầu không tự lập, nó sinh ra. Thì mình ôn qua cái vai trò của tiểu cầu. Quan trọng nhất của nó là tham gia quá trình cầm máu và đông máu, cầm máu sinh khởi ha. Rồi nó còn một số vai trò quan trọng trong các đáp ứng viêm, khả năng tự bào và góp phần gây trở ngại mạch. Mình nói qua về các bệnh lý của tiểu cầu, bệnh lý về số lượng tiểu cầu. Thứ nhất là bệnh giảm tiểu cầu. Định nghĩa của giảm tiểu cầu là khi dưới 100.000. Nhưng mà hiện tại người ta định nghĩa giảm tiểu cầu là khi dưới bao nhiêu? Dưới 150.000, tức là ở dưới cái bình thường á. Và nó có thể gọi là giảm tiểu cầu rồi, đó là ta phải theo dõi rồi. Ha? Và cái giảm tiểu cầu này có thể phát hiện ngẫu nhiên hoặc là có khi có triệu chứng chảy máu da viêm thì ta sẽ cho đến tiểu cầu. Nguyên nhân của giảm tiểu cầu này thì có một số nguyên nhân. Thứ nhất là do giảm sản xuất ở tủy xương. Ha? Mình học qua rồi, số bệnh lý mình đã biết rồi đó. Thứ nhất là có thể do xâm lấn tủy. Do xâm lấn tủy giống như hôm qua mà mình học bạch cầu cấp hôm qua ha. Thì là làm nó xâm lấn tủy thì làm cái tiểu cầu nó sẽ bị giảm. Hoặc là do một số cái bướu nó di căn đến nó cũng dày nhẹ thì nó cũng gây giảm sản xuất tiểu cầu. Hoặc là nó bị sơ tủy. Sơ tủy nó cũng bị giảm. Những cái giảm sản tủy và siêu tủy này học rồi ha, mình là do thuốc, do hóa chất bị giảm. Một số các bất thường bẩm sinh hoặc là tạo một tiểu cầu không hiệu quả trong một số bệnh lý như là loãng xương tủy, ức chế tủy do rượu. Thứ nhất là do giảm sản xuất ở tủy, thứ hai là do tăng phá hủy, tăng phá hủy tiểu cầu. Thứ nhất là do miễn dịch hoặc là không do miễn dịch, tăng phá hủy hay do miễn dịch thì mình biết phải gì đây, bệnh lý virus, lý virus sợ hệ thống, bệnh lý lymphoma hoặc là do thuốc, do tự kháng thể hoặc là do dị kháng thể. Lát nữa mình sẽ bàn đến những cái ban xuất huyết sau truyền máu hoặc là những trường hợp không phù hợp giữa hai nhà mẹ hay là do miễn dịch. Còn không do miễn dịch, không do miễn dịch là do tiêu thụ quá nhiều, ví dụ như trong trong máu hội mạch lan tỏa, trong máu hội mạch lan tỏa tiểu cầu bị sử dụng quá nhiều để làm tăng cái đông máu đó, hoặc là do nguyên nhân cơ học. Ba là bệnh nhân tiểu cầu bị bắt giữ ở lách do lách lớn, số trường hợp lách quá to đó, cường lách đó thì tiểu cầu nó sẽ bị bình thường đó giữ 1/3, bây giờ nó tăng cứ cứ vài chục đô gấp ba thì nó bắt giữ rất là nhiều, có khi nó còn nó dưới 50.000 ha, thì nó gây giảm tiểu cầu. Những trường hợp sơ gan rất to ha, những trường hợp suy tủy, có nhớ mà hội chứng là tăng suy tủy của mình ngày hôm qua đó là những trường hợp nó lách rất là to, không thấy là to ha. Thứ tư là pha loãng máu. Đó những trường hợp thì máu khối lượng lớn ha, thì nó sẽ gây giảm tiểu cầu. Đây là cái máu bình thường, đây là giảm tiểu cầu mình sẽ không thấy cái tiểu cầu nào. Thôi mình qua cái bài xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch. Xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch là một trong những cái dạng lâm sàng thường thấy nhất cái bệnh lý tiểu cầu này, thường thấy nhất hầu như đi vô bệnh viện thì cái dạng mà bệnh lý tiểu cầu thường gặp nhất là giảm tiểu cầu. Hồi xưa người ta không có gọi là giảm tiểu cầu thì người ta gọi là giảm tiểu cầu vô căn, cho nên có thể mình nghe đến xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn, nhưng sau này người ta chứng minh rõ ràng nó là giảm tiểu cầu. Cái chữ y này đầu tiên là idiopathic,
thì bây giờ nó vẫn là hay mà nó là đây là bệnh lý mắt phải, bây giờ cái cầu mình sẽ tự do bệnh lý mắt phải là nó có cái giảm cái cầu nhưng mà thủy nó bình thường nó khác với trường hợp khác. Những trường hợp ví dụ như là suy thủy cũng giảm cái cầu đúng không, nhưng mà trong tỷ thì sao, không ở cái cầu mà không giảm sinh thủy. Ở đây là thủy bình thường, mẫu tiểu cầu trong tỷ bình thường mà nó không kèm theo các bệnh lý khác và thường gặp nhất. Đây là dạng thường gặp nhất của giảm tiểu cầu trên lâm sàng và nó có bệnh cảnh nó phân biệt giữa trẻ em và người lớn. Ở trẻ em thì bệnh cảnh nó cấp tính hơn và cái hy vọng là bệnh nó nhiều hơn. Ở người lớn thì thường là nó không rõ khởi phát và thường là hiếm khi tự khỏi bệnh. Giảm tiểu cầu miễn dịch cấp tính thì người ta quy định là 6 tháng và mãn tính trên 6 tháng. Còn em mới á, thì người ta quy định là cái giảm tiểu cầu mãn tính là trên 12 tháng. Ta đề nghị là trên 12 tháng. Giảm tiểu cầu ở người lớn, giảm tiểu cầu người ta thì nó mãn tính và nó kéo dài hơn và nó kháng cự hơn ở trẻ em. Thì bệnh được biết từ rất là lâu rồi, từ năm 1735 thì người ta ở bản có mô tả là người phụ nữ trẻ có nhiều tử vang ha, bị xuất huyết dưới da mặt phần, nhưng mà sau đó phục hồi hoàn toàn, không có để lại cái di chứng khác với các bệnh lý xuất huyết và tử vong hồi đó như là thương hàn, là dịch hạch xuất huyết và sau đó dẫn tử vong. Thì cái bệnh lý này được mô tả là sau đó là phục hồi. Về bệnh sinh thì trước năm 50 thì người ta có nghi ngờ nguyên nhân miễn dịch và người ta đang làm một số các người ta thấy nhận xét qua một số các trường hợp tức là tần suất giảm tiểu cầu ở trẻ sinh của trẻ sơ sinh con của những phụ nữ bị mắc bệnh đó thì nó cũng có giảm tiểu cầu thoáng qua và tần suất tái thiết miễn dịch cầu miễn diện ha. Và những trường hợp này thì nó đáp ứng với corticoid và cắt lớp. Thì đến năm 51 người ta làm một cái thí nghiệm. Người ta lấy huyết tương của bệnh nhân, người ta truyền cho những người tình nguyện khỏe mạnh thì người ta thấy là gây ra được cái giảm tiểu cầu nặng thoáng qua và người ta nghĩ đến cái tự chứng giảm tiểu cầu. Đây là thấy hình ảnh của cái tiểu cầu ha, tiểu cầu gắn với kháng thể và nó bị bắt giữ ha, bắt giữ bởi đại tiểu cầu lắm. Và ở đây người ta thấy được cái sản xuất tiểu cầu ở trong thủy á, nó tăng lên rất là nhiều ha. Khác với những cái ức chế thủy ở đây giảm tiểu cầu, ở đây thì giảm tiểu cầu ở ngoại biên nó bắt giữ ở ngoài nên là thủy nó tăng sinh để bù đắp cái tiểu cầu giảm này, nó sản xuất tăng gấp 5 lần ha, để bù đắp cái tiểu cầu bị đời sống thức ăn ở ngoài. Và người ta thấy được lát đóng cái vai trò quan trọng trong cái trường hợp giảm tiểu cầu này ha, nó là nơi tạo kháng thể và nó là nơi bắt giữ tiểu cầu. Và trong những cái một trong những cái điều trị giảm tiểu cầu của mình là cắt lắc, khi người ta vào người ta kẹp được cái cuốn mắt á thì cái tiểu cầu nó tăng lên nó mạnh mẽ hơn. Về triệu chứng lâm sàng thì bệnh xảy ra cả hai giới ha, nam nữ đều mắc hết. Và những cái tiểu theo cái chức năng của nó thì mình sẽ thấy rằng chủ yếu là triệu chứng của nó là xuất huyết ha, xuất huyết ở giai đoạn cầm máu sinh thời, tức là xuất huyết dưới da, xuất huyết niêm, hiếm khi trường hợp có xuất huyết não. Và bệnh nhân coi như là bệnh nhân có sức khỏe bình thường, không có cảm giác gì hết ngoài những trường hợp là chỉ có xuất huyết thôi. Đây là xuất huyết kết mặt mắt ha, là xuất huyết da ha, có những cái chấm nhỏ ha, đây là vòng vòng ha, xuất huyết nó nổi gờ lên nè, cái này là theo dõi của trường hợp khác. Đây là xuất huyết niêm mạc miệng ha, trường hợp xuất huyết nặng ha,
cầu giải thân, yêu cầu giải thân, các giải thân thì bình thường. Trừ trường hợp là bệnh nhân có xuất huyết nặng, xuất huyết tiêu hóa, tiểu máu vân vân thì nó sẽ ảnh hưởng đến hồng cầu. Ngoài ra chỉ có yêu cầu giải thân. Còn tủy đồ thì người ta phải làm tủy đồ, đặc biệt là người lớn thì bắt buộc phải làm cái tủy đồ để loại trừ các nguyên nhân gây nhầm tiểu cầu khác. Biết đặc biệt là loại trừ các nguyên nhân ác tính, bệnh lý ác tính. Một số các cái giảm tiểu cầu giả ha, giảm tiểu cầu giả do mình lấy máu ra mình lắc nó không đều, nó cũng cộng lại khi mà đếm thì nó trả lời cho mình là tiểu cầu giả. Nhưng thực chất là bệnh nhân có tiểu cầu nhưng mà điện tích cộng lại không có lắc cái nguyên nhân. Các trường hợp xét nghiệm đông máu thì bình thường ha. Để xác định các cái bệnh lý miễn dịch khác, tuyến giáp hoặc là các chẩn đoán bệnh viện khác. Chẩn đoán phân biệt thì bệnh lý bạch cầu bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch là mình gặp nhất, nhưng mà nó là cái chẩn đoán loại trừ, tức là sau khi em rà soát em làm cái bi lao nhẹ thấy nó âm tính đó, thì lúc đó phải tiếp tục là do miễn dịch. Loại trừ những giảm tiểu cầu tính chất gia đình, ha, thường lắm, liên virus ha, và giảm tiểu cầu do thuốc, do nhiễm HIV, giảm tiểu cầu trong thai kỳ, giảm tiểu cầu giả do cái acta hồi nãy đó, do thuốc chống chống đau mắt. Rồi ở người già thì có thể là triệu chứng sớm của các hội chứng loạn sinh tủy là cái tiền lên kim da. Về điều trị thì nếu mà không có triệu chứng mà tiểu cầu trên 30 ngàn thì không cần điều trị, không cần nhập viện, chỉ cần theo dõi thôi. Nói chung là cần theo dõi và tìm nguyên nhân tại sao nó bị giảm tiểu cầu như vậy. Và bệnh nhân phải nhập viện trong trường hợp là tiểu cầu dưới 20 ngàn hoặc là bệnh nhân tiểu cầu cao nhưng mà có xuất huyết quan trọng, đe dọa tính mạng. Ví dụ như bệnh nhân đe dọa xuất huyết não, bệnh nhân có xuất huyết ở thận, hay xuất huyết tiêu hóa, bất cứ xuất huyết mà nghi ngờ liên quan đến giảm tiểu cầu là phải cho nhập viện để theo dõi. Còn một lưu ý nữa là khi tiểu cầu giảm thấp, đặc biệt mình sẽ không được tiêm bắp ha. Có một số bệnh nhân bị bầm, bị sốt cảm vân vân tới đó, phòng mạch tư đó thì bác sĩ cho tiêm bắp, cho tiêm bắp sau đó bị gì em? Nếu bệnh nhân có giảm tiểu cầu thì nó sẽ bị gì? Bị gì? Tại sao được tiêm bắp? Hoặc là dùng các thuốc làm giảm thấp tiểu cầu. Tiêm bắp là dễ dàng nhất đúng không? Tại sao mình tiêm bắp? Tại vì khi mà tiêm bắp thì nó sẽ đưa một cái lượng thuốc cho đó và nó sẽ làm một cái áp xe ha, nó làm cái tụ qua đó, tụ máu khi mà mũi kim nó đâm ra nó làm cái tụ máu ha, và rất là khó lành. Và khi đối với bệnh nhân mà giảm tiểu cầu, bây giờ có áp xe thì phải làm sao? Lý bệnh nhân có áp xe thì phải đặt ra dẫn lưu đúng không? Bây giờ bệnh nhân tiểu cầu thấp thì phải làm sao? Rạch ra thì nó chảy máu đúng không? Thì khi đó là một cái dòng lẫn quẩn rất là phức tạp. Lúc đó thì phải truyền tiểu cầu để đặt cho bệnh nhân rồi phải cầm máu. Cho nên là cái chuyện mà không được tiêm bắp mình phải lưu ý ha. Đối với bệnh nhân mà khi mà tới mình thấy đã bầm tùm lum rồi thì mình có tiêm bắp. Hoặc là thậm chí bệnh nhân không có triệu chứng bầm nhưng mà có thể là giảm tiểu cầu, nó chảy máu răng, ví dụ vậy ha. Thì mình phải lưu ý. Cô xin lỗi, tại sao giờ em nóng quá vậy? Đứng mà nó uống tay đứng luôn á. Hôm qua em hôm nay không dữ vậy, mấy lần cá hư hả? Sao không có không lấy không mà không lấy
corticoid, ha, glucocorticoid là những rẻ tiền nhất và cái hiệu quả và đồng thời dễ tiêm nhất. Cho nên đó là có khi mình lạm dụng cái này mà ha. Sử dụng cái này cơ chế tác dụng là cho giảm phát triển tiểu cầu ha, nó ức chế hệ thống miễn dịch ha, rồi nó ức chế sản xuất kháng thể và nó làm kích thích tăng sản xuất tiểu cầu. Tăng sản xuất tiểu cầu, nhưng mà tăng sản xuất tiểu cầu bên cạnh đó thì nó cũng có là tăng sản xuất mạch cầu nữa đó. Cho nên là một trong những cái phản ứng của nó đó, khi mà mình dùng thuốc corticoid này nè, điều trị tiểu cầu thời gian tiểu cầu tăng mà mạch cầu cũng tăng. Ví dụ như tự nhiên mạch cầu tăng lên 30 ngàn thì lúc đó một số người rất là sợ. À, tự nhiên đang điều trị và giảm tiểu cầu, tiểu cầu nó đang 50 ngàn nó lên được 150, cái mạch cầu nó đang 7 ngàn nó tăng lên 30 ngàn, cái quả hồn đẩy đi khám huyết học, cái đó là phản ứng bình thường. Ha, nếu bệnh nhân đang điều trị không tiêm nhiều ít đó là bình thường, nó gây tăng cái nó gây tăng sản xuất ha, tăng sản xuất tiểu cầu là nó dẫn đến cái tăng cái rồi liều của nó là khoảng 1-2 mg trên 1 kg một ngày ha, điều trị khoảng 3-4 tuần. Nhưng mà những cái phác đồ mà mạnh á là có thể người ta dùng liều 4 mg một ký một ngày, tim mạch á, tim tĩnh mạch á là người ta tăng lên đây đẩy nhanh trong vòng 1 tuần lễ thôi là đẩy cái này lên. Đối với những trường hợp mà tiểu cầu dẫn nặng đó cần đưa bệnh nhân ra khỏi cái nguy hiểm, tức là dưới 20 ngàn hoặc là thậm chí dưới 10 ngàn thì cái nguy cơ mà xuất huyết não rất cao, thì có thể là dùng cái liều rất là cao 40 mg để đẩy bệnh nhân ra. Tỷ lệ đáp ứng khoảng 60-70%. Đa số ở người lớn đó khi mà người ta giảm đi hoặc là ngưng thuốc đó thì nó tái phát trở lại, tái phát trở lại là khi mình đang dùng liều 20 mg thì mình giảm ngưng xuống 1 mg, sau đó giảm xuống 0.5 mg một ký một ngày là tưởng thấy cái tiểu cầu nó rớt xuống, dù đang 150 thì nó rớt xuống 70 ngàn, nó rớt xuống 40 ngàn, nó sẽ có cái tái phát khi mà giảm liều hoặc là ngưng thuốc. Thì từ đó mình sẽ có những cái phác đồ đặc điểm riêng về tác dụng phụ của corticoid. Rồi đúng không? Thì nó cũng tầm chung thôi, nó dụng cụ nó chung thôi, mọi chứng oxygen ham sang cơ thở mụn và rối loạn tiêu hóa ha, nó làm nhiễm trùng cơ hội yếu cơ ha, rối loạn tâm thần đó. Có một số trường hợp bệnh nhân bị trung đầu mới rối loạn tâm thần, rồi bệnh nhân bị cao huyết áp ha, đã cali đúng hoại tử dẫn sinh đùi vào vai. Những trường hợp này là dùng mãn tính là đều gặp hết á. Thuốc thứ hai ha, là immunoglobulin, cái thuốc này mắc tiền hơn ha, có tiền hơn thuốc corticoid thì rất là phổ biến, nhưng mà qua cái thuốc này á, thì nó tốt hơn nhưng mà nó rất là mắc tiền ha. Trung bình mà một người mà xài cái thuốc này đó là khoảng 1-2 triệu một ký kg á, là 1 triệu, thì là 50 ký thì cỡ 70 triệu gì đó. Còn người nào người là giảm nhỏ hơn đi đó, thì thêm ký nè ha, tức là cơ chế là nó giảm độ lập tuyến cầu bao phủ, bởi vì nó làm kháng thể nó bao phủ trước rồi, cho nên nó làm giảm độ lập tuyến cầu ha, cho nó cạnh tranh giống cái về sức khỏe FC của đường cầu mô ha, cái là đường cầu mô để mình thấy nó bắt lắm, thì giờ nó cạnh tranh nó gắn cái này sức khỏe đó thì nó giảm cái độ lập tuyến cầu này và nó dùng để chống lại các nhiễm trùng viêm tinh thể ha, và nó tiềm ẩn miễn dịch. Liều của nó là 0.4 gram một ký kg một ngày trên 5 ngày, hoặc là 2 gram người ta phân bố trong vòng 2 ngày ha. Đó thì cái đợt điều trị, một cái đợt điều trị của nó đó là cái số ký đó nó mạnh là cái số liều đó, một cái đợt mà vẫn có thể nó tăng trở lại, nó giảm được trở lại ha. Nó có một số cái đặc tính nhẹ và tự giới hạn sẽ làm ha, nhức đầu ha, còn có thể có huyết khối suy thận. Và cái giới hạn chính của cái thuốc này á là giá thành cao, và đôi khi qua cái đợt đó nó khỏi rồi, cũng 2-3 tháng sau đó nó được trở lại, có thể là bệnh nhân lại phải điều trị lại đợt nữa. Và nó được chỉ định ha, cái thuốc điều trị immunoglobulin này được
bệnh nhân mà vẫn yêu cầu mãn tính dai dẳng thì người ta sẽ điều trị một đợt này để chuẩn bị cắt lát cho bệnh nhân, sau khi đáp ứng thì người ta sẽ dùng cắt lát. Hoặc là những trẻ nhỏ thường cắt lát người ta áp dụng những trẻ là trên 6 tuổi, còn những đứa trẻ quá nhỏ hoặc là những người mà còn yếu chưa đủ sức khỏe để phẫu thuật đó thì người ta dùng trì hoãn thì dùng cái điều trị immunoglobulin này thì nó hiệu hơn. Hoặc là những trường hợp thai kỳ ha, không thể sử dụng những thuốc corticoid hoặc là chờ đợi những cái tác nhân khác. Cái phương pháp thứ ba để điều trị chúng bây giờ chúng còn miễn dịch là cắt lách, như đã nói rồi ha, lách là nơi tạo ra kháng thể và nơi bắt giữ tiểu cầu ha, thì một trong những cái phương pháp điều trị đó là cắt lách. Khi mà điều trị corticoid nó không đáp ứng hoặc là nó đáp ứng xong rồi nó tái phát và bệnh nhân có tác dụng phụ rất là nhiều ha. Bệnh nhân mà có corticoid rất là to, xài 1-2 năm trời, hay những đứa em bé đó, nó nhỏ xíu đó, 4-5 tuổi nó xài mấy năm trời da chẳng, thì khi đó mình nghĩ đến chuyện chắc lắm, mình cho nó lớn bằng tầm cho anh nghĩ đến chuyện chắc lắm ha. Những trường hợp mà thất bại hay điều trị với bọn tiên quyết là điều trị immunoglobulin thất bại thì trước khi chắc lắm người ta phải cho tiêm vaccine ha, vaccine để phòng ngừa ba bệnh sau đây nè, pneumococcus, pneumococcus và cái hemophilus influenza B. Ba cái con này là phải tiêm phòng 2 tuần trước khi phẫu thuật bắt buộc là mới đi cắt lách được. Và kết quả cũng không phải là 100% mà 2/3 là đáp ứng hoàn toàn. Trong số đáp ứng này là có 15% sẽ tái phát như lại. Cái yếu tố tiên lượng tốt trong cắt lách, trong cắt lách nó có một số yếu tố tiên lượng là mình coi những yếu tố này để mình quyết định là có nên cắt lách của bệnh nhân hay không. Thì mình thấy đối với những bệnh nhân trẻ tuổi thì đã đáp ứng tốt hơn, hoặc là đối với những trường hợp đáp ứng với corticoid tốt trước đây đáp ứng tốt với corticoid thì hy vọng rằng những cắt lách đã đáp ứng tốt. Và khi mà nghiên cứu đã bắt giữ tiểu cầu thì người ta thấy rằng bắt giữ tại lách thì tỷ lệ thành công tốt hơn là nếu mà bệnh nhân có nghiên cứu bị ung thư thấy là tiểu cầu bắt giữ ở tại gan và lách luôn thì thành công tốt hơn. Hoặc là bệnh nhân có lách phụ ha, bệnh nhân có lách phụ, lách phụ tức là ngoài cái lách chính nó không có lách nhỏ nữa. Có những trường hợp vô cắt lách xong nó vẫn không có lách ứng thì tại sao mình nghĩ lại là lách phụ ha. Thì mấy khi mà cắt lách là khoảng 15-20% là bệnh nhân có lách phụ. Cái thuốc thứ tư là cái thuốc anti đê ha. Anti đê hiện tại là chưa có áp dụng cái bệnh tật bệnh viện, tức là nó cũng ức chế được thể FC của đại thực bào ha. Một số tác dụng phụ của nó là nó thiếu máu tán huyết và trường hợp ở thành đơn hóa vân vân, và nó không sử dụng cho người có resus ăn được ha. Và tiểu cầu tăng tuổi tình thấp. Cái thuốc thứ năm là cái thuốc ức chế cái kháng thể, cái kháng thể CD20 ha. Nó đánh lên tế bào lympho B, để tạo ra kháng thể. Nó là kháng thể đơn dòng chống lại cái CD20 ha, mà nó gây ra hủy tế bào. Số 6 là chất mặt hóa cụ thể trombopoietin. Cái chất này là hiện tại trên thế giới đã có nhưng mà ở Việt Nam mình chưa có sử dụng. Thứ bảy là đang ăn dôn các thuốc làm giảm độ lọc tiểu cầu ha. Và số 8 là cái calo của cây dược cạn, là cái thuốc này trong cái nhóm thuốc hóa trị hiệu quả đó, nó ức chế hoa phân bào ha, nó khả năng ức chế được bào của đại thực bào ngô luôn. Tác dụng phụ của thuốc này là nó có đặc tính thần kinh, đặc tính về huyết học. Đó chính là một số thuốc ức chế miễn dịch khác, những cái thuốc từ cái thuốc số 4, số 5 trở đi, số 5 từ cái thuốc số 6 trở đi là cái thuốc xài trong những trường hợp mà sức khỏe dẫn tiêu cầu kháng trị, nó đã kháng với những thuốc khác hết ở trên 5 thuốc trở lên thì bắt đầu có xài.
mà mình nói qua cái ITT ở trẻ em ha. Thì ở trẻ em nó khác ở người lớn là nó có bệnh sử nhiễm virus hoặc là bệnh nhân đó có chích ngừa hay không mình phải lưu ý. Tại vì thường thường ở trẻ em á nó nhiễm thì nó thoáng qua ha, thoáng qua. Có những trường hợp á nó giảm tinh cầu thì mình hỏi lại bệnh sử của nó, thì có những đứa nó mới bị chích ngừa hay là bệnh gì đó. Thì trẻ em thì cái hệ thống miễn dịch của nó chưa có hoàn chỉnh, cho nên nó có những khi mà nó sản xuất kháng thể đó thì nó có những nó sản xuất mà nó không nhận diện đầy đủ thì nó đánh lộn qua cái tiểu cầu của nó, ha, đánh lộn qua tiểu cầu của nó, một thời gian sau nó tự nó phục hồi, nó hoàn chỉnh cái hệ miễn dịch của nó, cho nên tần suất khỏi bệnh hoàn toàn cao hơn người lớn, ha, cho nên cái việc cắt lắc là cần trì hoãn. Về triệu chứng lâm sàng thì nó cũng tương tự giống người lớn. Cũng bằng máu xuất huyết, chảy máu mũi à, 15% thì có thiếu máu ha. Về triệu chứng sinh học thì ở trẻ em nó cấp tính, nó khởi phát dữ hơn ở người lớn là tiểu cầu của nó hầu hết là nó dưới 20 ngàn. Người lớn thì có thể là có những trường hợp nó nhẹ hơn mà tiểu cầu nó dưới 100, nó 40, 50, vân vân từ nó xuống. Còn trẻ em thì khởi phát nó cấp hơn và đa số là nó dưới 20 ngàn. Các số lượng tế bào khác thì nó cũng bình thường hơn tuổi. À, tủy đồ ở trẻ em thì thường người ta trì hoãn, có khi là không cần thiết, nó qua một đợt xong mà nó qua quá thì thôi người ta sẽ không làm tủy đồ, tránh gây sang chấn tâm lý cho nó. Thường thường làm tủy đồ trẻ em có khi người ta phải gây mê cái tai đó, rồi người ta thì thôi, nhưng mà nó sẽ rất là sợ. Cho nên là ở tủy đồ trẻ em thì người ta cân nhắc hơn, hoặc là có những đứa bé mà nó bị xuất huyết tinh cầu miễn dịch và nó mãn tính á, tức là nó bị tái đi tái lại không phải một đợt nó hết hẳn, thì lúc đó người ta sẽ cân nhắc nghĩ đến cái chuyện làm tủy đồ. Còn ở người lớn á thì bắt buộc phải làm để chẩn đoán phân biệt những các trường hợp khác. Ở trẻ em thì những cái trường hợp mà thất bại sau điều trị á, rồi tái phát nhiều lần người ta sẽ bắt buộc phải làm tủy đồ. Còn đa số các trường hợp các nó chỉ thoáng qua một cái đợt, sau nó chích ngừa, sau nó chích virus vân vân, người ta sẽ chẩn đoán phân biệt. Chẩn đoán phân biệt thì dựa trên là giảm tinh cầu đơn thuần, có hiện diện các triệu chứng khác hay không, cần từ loại trừ các trường hợp là nhiễm trùng huyết ha, nội tiết tan máu trên huyết cao, nhiễm HIV. Một số trường hợp bây giờ là mình trong cái nhiễm HIV đó là làm bilan trong cái chẩn đoán cái tinh cầu là bắt buộc khi mà bệnh nhân có giảm tinh cầu là do là trong cái bilan mà tầm soát đó, các nguyên nhân là có cái HIV đó. HBV, HCV giờ đã làm hết trong cái bilan nhiễm siêu vi. Rồi những trường hợp giảm tiểu cầu do thuốc hoặc là giảm tiểu cầu bẩm sinh là mình phải làm sao? À, cái này là virus. Virus 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 đỏ hệ thống. Virus đỏ hệ thống. Còn điều trị ở trẻ em thì trên 80% là lưu bệnh trong 2 tháng đầu ha. Là 80%, các ở người lớn ha. Một số trường hợp nó chuyển qua mãn tính khi mà tuổi nó trên 10 tuổi ra nó bị lưu huyết đỏ ha, chuyển hệ vàng thì nó cũng dùng cái prednisone 1-2 mg một ký một ngày. Ha. Chỉ để điều trị khi mà tiểu cầu dưới 20 ngàn hoặc là có chảy máu trầm trọng ha. Bắt đầu nữa là prednisone 4-5 mg một ký một ngày dùng trong 7 ngày sau đó là giảm điều xuống. Thì cái này lúc này dùng lâu thì nó sẽ gây những cho nên là bắt buộc sau khi mà đạt được cái hiệu quả nó sẽ giảm dần dần và ngưng thuốc hẳn luôn. Những trường hợp mà không giảm được á, nó dai dẳng đó, thì bệnh nhân sẽ có những biến chứng nhiều, khi đó người ta sẽ nghĩ đến cái chuyện hội chẩn để chuyển bắt đầu điều trị khác, điều trị những thuốc khác. Bên cạnh đó có những cái thuốc immunoglobulin ha, thì đây. Cắt lắc ha. Cắt lắc thì trì hoãn. Cắt lắc nha thì trì hoãn từ 6 tháng cho đến 15 tháng cho đến 1 tháng. Tức là theo cái chẩn đoán là bệnh nhân bị cái giảm tinh cầu, cái giảm tinh cầu do miễn dịch. Thì thường người ta cũng trì hoãn tại vì lắc nó đâu phải là một bệnh lý thừa đúng không? Lắc
là những trường hợp những bệnh nhân mà bị cắt lát rồi đó thường là bị sợ gì? Rất là dễ nhiễm trùng, rất là dễ nhiễm trùng. Đối với những bệnh nhân đó, những trường hợp mà có sốt, có bình thường mình sốt 39-40 độ, bất kỳ bác sĩ đâu có nhập viện đâu, đúng không? Viêm họng này kia sốt đi lên thuốc về, nhưng mà đối với bệnh nhân cắt lát này nè, 38 độ trở lên, 39 độ trở lên là bắt buộc phải nhập viện để theo dõi. Anh sợ rất là nhiều, sợ rất là nhiều. Cho nên cắt lát cũng sẽ bị hoãn ha. Không cắt lát ở trẻ dưới 6 tuổi nha. Trường hợp dưới 6 tuổi là người ta không có cắt lát. Cắt lát ở trẻ em thì có nguy cơ nhiễm trùng nặng lên và cũng cần tiêm ngừa trước khi mổ. Ba cái con hồi nãy đó ha. Rồi mình qua cái giảm chất lượng tiểu cầu, đó là số lượng tiểu cầu, giảm số lượng tiểu cầu ha. Còn cái tăng bệnh lý tiểu cầu mà tăng số lượng tiểu cầu là hôm qua mình học rồi đó. À, hôm qua mình học rồi đó, tăng số lượng tiểu cầu là do gì? Nhớ không? Nói một quan này nhớ không? Hả? Bệnh số lượng tiểu cầu, bệnh tiểu cầu thì giảm số lượng tiểu cầu, đúng không? Còn cái tăng số lượng tiểu cầu là hôm qua mình nói rồi đó. Bệnh lý gì? Đó là tăng sinh thủy. Trong cái nhóm đó, anh sẽ nói là tăng pháp. Còn một số trường hợp là tăng tiểu cầu thứ pháp nữa, có không? Có không mà mình nói luôn mà, đúng không? Đó là tăng số lượng tiểu cầu. Thứ ba là giảm chất lượng tiểu cầu ha, giảm chất lượng tiểu cầu. Một số trường hợp là liệt tiểu cầu di truyền, liệt tiểu cầu di truyền. Thì một số giải là mình lướt qua cho biết thôi. Tức là những trường hợp tiểu cầu nó bất thường và rối loạn chức năng, trong rối loạn chức năng kết dính ha. Nó kết dính lại ở nhà để nó tạo thành cái cục mà đúc trần tiểu cầu á, thì nó rối loạn chức năng kết dính kết trần hoặc là rối loạn công suất các hạn. Trong đó có cái bệnh di truyền là dị dạng tiểu cầu chảy máu mạch năng CVM ha, tức là tiểu cầu nó không dính được vào nội mạch, tiểu cầu nó không dính được vào nội mạch. Nguyên nhân là do thiếu cái glycoprotein 1B, nhưng mà nãy mình thấy cái glycoprotein 1B với 2B3A đó ha. Thì cái này là thiếu nguyên cầu trong một cây mà nó không có gắn. Thứ hai là liệt tiểu cầu plasma, thì tiểu cầu không dính được vào tế bào nội mạch thì do giảm tiểu cầu 2B3A. Hồi nãy là 1B thì cái ra trong plasma này là do giảm cái nguyên cầu protein 2B3A trên mạng thì nó cũng không có dính được vào nội mạch. Bệnh thứ ba là bệnh tiểu cầu trống rỗng. Bệnh tiểu cầu trống rỗng tức là nó không có các hạt đậm để mà phóng xuất được ha. Nãy mình thấy nó hạt đậm như là hạt đậm xa đó, thì cái tiểu cầu trống rỗng này nó không có các hạt đậm, nó không phóng xuất ADP ha, làm giảm tác dụng với collagen. Cái hình thế khác của tiểu cầu trống rỗng thậm chí các hạt đậm pha ha, nó làm rối loạn một số yếu tố đồng máu hoặc là rối loạn cơ chế chúng ta sẽ đi. Còn liệt tiểu cầu mắc phải một số trường hợp đây liệt tiểu cầu mắc phải qua các bạn, có một số bạn là hỏi tại sao mà trong đó loạn thần kinh tủy á, mà nó tăng tiểu cầu mà nó dẫn chảy máu đó ha, nó dẫn chảy máu đúng không? Hôm qua mình học có nhớ nó loạn thần kinh tủy á, tiểu cầu nó 1 triệu đến khoảng 5 triệu, nhưng mà nó dẫn triệu chứng của nó là gì? Xuất huyết, nhiễm huyết khối, đúng không? Thì đó là liệt tiểu cầu mắc phải, tức là quân của nó thì rất là đông nhưng mà nó không được điều chức năng của nó. Người ta có 300 ngàn thôi, người ta làm việc tốt, không chảy máu. Còn này là đã tới 5 triệu, 7 triệu, nhưng mà nó không làm việc được ha. Tức là quân không phải quân tinh nhuệ, là quân què hoặc đa đa là. Đó là liệt tiểu cầu, không phải ha. Các cái đó là tăng sinh tủy ra, các cái hội chứng tiền lên thiên nha ha. Hoặc là bệnh quân viên ha, một số thuốc gây liệt tiểu cầu ha. Ví dụ như là aspirin, thuốc chống tập tiểu cầu. Người ta lợi dụng cái này, người ta dùng aspirin liều thấp á, trong những trường hợp phòng ngừa, trong những trường hợp bệnh nhân có cái khối tim mạch hoặc là tiểu cầu mà tăng cao trong cái đó là tăng sinh tủy, người ta có điều trị aspirin được. Một số thuốc kháng viêm nằm sai lưỡi nó cũng gây liệt tiểu cầu. Những trường hợp người ta sử dụng aspirin này là khi mà người ta dùng chuẩn bị phẫu thuật đó, thường là phải ngừng trước 7 ngày. Aspirin
những cái 7 ngày đi những tiểu cầu bị liền nó chắc là nó sản sinh ra những tiểu cầu mới, nó không bị lắm dụng nữa, cái aspirin bị nó. Là bệnh lý thứ hai mà bệnh con bị làm ra hồi nãy, mà nãy mình thấy con bị làm ra làm gì? Kết dính tiểu cầu ra đường mặt. Cái thứ hai nữa là gì? Nó truyền chảy vào con tán. Nó không cái mong phải chờ nó nó dán cái con tán thì nó chờ đi. Cho nên là khi mà bệnh con bị làm ra thì nó sẽ có những triệu chứng. Là trường hợp này là nó bệnh lý này là di truyền ha, di truyền ô tô sầm chọi. Yếu tố này nó tổng hợp ở tế bào nội mạc ha, và đóng vai trò chính trong cách chính của tiểu cầu và thành mạch. Và cái triệu chứng của nó là nó gây ra cái tê kéo dài và thời gian máu chảy kéo dài. Về lâm sàng thì mình sẽ thấy là chảy máu nó bắt đầu sớm, giảm dần theo tuổi. Cái bệnh lý con người làm răng thực tế ở lâm sàng là nó xảy ra rất là nhiều ha. Những trường hợp nhẹ thì người ta làm xét nghiệm tiền phẫu thì người ta thấy là người em có chảy máu dài hơn, thường gặp là chảy máu da niêm ha. Nó đóng vai trò quan trọng trong cái dòng máu sơ sởi. Đối trường hợp hiếm thì gặp xuất huyết khớp. Khi mà xuất huyết khớp mà lên trẻ gái đó thì người ta nghĩ đến bệnh con người làm răng. Và lấy xuất huyết khớp trên trẻ trai thì ta nghĩ tới gì? Lát nữa mình học tới. Rồi. Xét nghiệm của cái bệnh lý Coli-Lopran này là thời gian máu chảy kéo dài ha. Yếu tố 8C thì định lượng giảm tại vì nó là yếu tố chuyên chở yếu tố 8, cho nên là có một số trường hợp có thành định lượng yếu tố 8C là giảm. Rồi bệnh lý tăng tiểu cầu ha. Hôm qua mình nói là tức là tăng tiểu cầu lên 150.000 ha. Tăng tiểu cầu huyết khoát ha, tăng tiểu cầu huyết khoát ha. Sau cắt lát ha, sau cắt lát là nó chứa tiểu cầu, xong khi cắt lát bất cứ lý do gì thì nó sẽ bị loại bỏ bộ lọc sinh lý, nó mất cơ quan điều hòa miễn dịch thì nó sẽ tăng cái tiểu cầu. Một số cái tăng tiểu cầu phản ứng khác là thiếu máu giảm sắt ha, một số không thích số cái u vú nó không thích cắt thrombopoietin là chất kích hoạt tạo tiểu cầu á thì nó sẽ làm tăng cái tiểu cầu lên. Đây là cái hình ảnh một cái gì đây bữa qua chưa, cái túi tiểu cầu mà nó chiết tách ra đó để chuẩn bị truyền cho bệnh nhân á, là cái màu của tiểu cầu ha, cái màu của túi tiểu cầu. Đây là một cái mẫu tiểu cầu. Rồi bây giờ là mình xong cái bài bệnh lý tiểu cầu. Rồi alo, ai nghỉ chút? Dạ, ủi tật. Hả? Dạ, ủi tật. Dạ, ủi tật. Thank you.
Thank you.
đầu bây giờ nó phải nó làm cho máu tăng. Từ của bạn này thì mình cần phân loại được các nguyên nhân máu xuất huyết. Phân loại các nguyên nhân xuất huyết. Và cũng biết được cái dạng xuất huyết trên lâm sàng. Trên lâm sàng nó xuất huyết cái dạng vậy thì mình sẽ nghĩ đến. Mình sẽ nghĩ đến là xuất huyết ở giai đoạn nào. Biết cách khỏi bệnh sử, khám lâm sàng, các xét nghiệm cơ bản để chẩn đoán và điều trị xuất huyết ha. Kể được nguyên nhân bệnh sinh thì mình được một số bệnh đó là đông máu thường gặp. Bên nội khoa mình có học cái tờ bệnh nhân xuất huyết chưa ha? À, nay mình nói luôn, mình lên đây luôn. Rồi. Đầu tiên mình đánh giá các đó là xuất huyết ban đầu. Thì một cái xuất huyết ban đầu hoặc là mình đi quyết định đi khảo sát cái bệnh lý đông máu của bệnh nhân thì thường là bệnh nhân đi bệnh sản có gì đó đúng không? Có ai tự nhiên đi khám xuất hiện đông máu không? Có chứ. Chuẩn bị tiền phẫu á, chuẩn bị xanh là tiền phẫu nói chung là chuẩn bị can thiệp thì ta cũng sẽ đi khảo sát. Mà bây giờ không có chuẩn bị làm tiền phẫu cái gì hết, nhưng bây giờ tự nhiên thấy mặn bầm, có đi khám không? Có đi đúng không? Mình cũng hay bị mà lâu lâu người ta nói bị gì? Có đúng không? Mình không có đi đâu. Là nó cũng khoảng qua là nó cũng hết đúng không? Thì ví dụ như mình nghi ngờ hoặc là bệnh nhân không có nghi ngờ, bệnh nhân cũng thấy hay bị, nhưng mà khi đến bác sĩ đề là xét nghiệm trong máu để kiểm tra. Thì nó sẽ có số nguyên nhân xuất huyết khi mà bệnh nhân nghi ngờ là bác sĩ nghi ngờ bản thân bệnh nhân nói trước giờ tôi chưa từng bị như vậy. Thì bây giờ chỉ có bị chảy máu ra hoặc là tôi bị chảy máu mũi, không? Hoặc là bị bầm nhiều quá rồi mấy cửa thì nó một hai vết thôi, bây giờ nó đầy hai cái chân hết, thì lúc đó nghi ngờ là bị bệnh lý thì người ta sẽ đi xét nghiệm đi khám và những xuất huyết này. Hoặc là trong gia đình nếu mà nghi ngờ di truyền gia đình thì người ta thấy một không phải một người mà có nhiều người trong gia đình bị xuất huyết, nhiều người trong gia đình cùng bị xuất huyết hết ha, ví dụ vậy. Hoặc là bệnh nhân có thể làm xét nghiệm tổng quát ha, xét nghiệm tiền phẫu ha, thì phát hiện cái đông máu bất thường. Bình thường thể đây không có gì hết, đi khám xét nghiệm chuẩn bị nhổ cái răng có không? Có ai xét nghiệm chuẩn bị nhổ cái răng là xét nghiệm tiền phẫu không? Có không? Có hay không? Đa số là không đó. Đa số là không, mà đến bệnh viện nhưng có bác sĩ nào mà không học nó là ông sẽ làm. Hoặc là những người đã bị gặp rồi đó sẽ là, còn nếu mà không gặp đó là coi như là gặp cái mổ sau đó là nếu mà máy chảy nhiều quá hoặc là chuyển viện thì sao, để vô dưới họng không, hoặc là chuyển bệnh nhân đến dưới họng, hoặc là mở xuyên cái họng qua đúng không, thì cái đó không hay, cái đó thì không hay á, khi là mình làm trước đi đúng không, khi mình làm những cái gì rồi thấy thì coi cho người dân họ làm trước đi, thì nó sẽ kiểm tổng quá tiền mẫu ha. Là bệnh nhân có những cái xuất huyết lan tỏa không giải thích được sau khi phẫu thuật hoặc là sau chấn thương, sau khi chấn thương nặng mà bầm dập một bên đó, thì điện chỉ vì do chấn thương giải thích được thì thôi, bây giờ sau đó chấn thương một nơi bây giờ nó có những cái xuất huyết mà người ta không giải thích được, hoặc là sau khi phẫu thuật mổ một chỗ này mà nó chảy máu chỗ khác có không? Có mổ chỗ này mà nó chảy máu chỗ khác có không giải thích được, có xong có đúng không? Thế là trong những trường hợp mà không giải thích được thì người ta cũng phải đánh giá cái loại xuất huyết này người ta đi làm các xét nghiệm. Khi mà đánh giá cái đó là xuất huyết thì người ta làm theo cái tiến trình bậc thang, tức là không thể một cái mà chẩn đoán được, cái xét nghiệm chẩn đoán được, người ta sẽ đi theo một cái là bệnh sử trước đúng không? Giống như bệnh án nội khoa thôi. Đầu tiên là hỏi, sau đó là khám lâm sàng, cho đến là cho xét nghiệm, xét nghiệm trong máu cơ bản. Từ đây ta có được cái chẩn đoán sơ bộ ha. Về phân loại các rối loạn đông máu thì có phân ra là rối loạn đông máu di truyền và rối loạn đông máu mắc phải. Đây là bản phân loại các rối loạn đông máu.
trường hợp mắc phải ha, mình mới nói đây là tiểu cầu ha, tiểu cầu thì có thể do tự thân thể gì ha, về tự miễn dịch miễn dịch ha, cường lắm hay gì ha, hoặc là bệnh lý gan ha, gan là nơi sản xuất cái gì, là cái nhà máy sản xuất cái tế bào máu của mình, khi mà bệnh lý ở gan như là sơ gan hoặc là một số trường hợp đó thì nó sẽ gây rối loạn đông máu. Biết không, có biết gan là nó sản xuất các tế bào máu không? Hay hơn ngán vậy, có học chưa? Học rồi chứ đúng không? Gan, chức năng của gan là nó sản xuất yếu tố đông máu đúng không? Rồi, trường hợp suy thận ha, nếu người ta thịnh ca ha, nếu người ta thịnh ca, bệnh lý huyết học ha, bệnh lý huyết học thì mới học rồi nè, kháng thể mắc phải chống yếu tố đông máu ha, có kháng thể chống yếu tố đông máu. Trong trường hợp thiếu vitamin K ha, hội chứng kém hấp thu là xuất huyết ở trẻ sơ sinh ha, điều trị kháng sinh kéo dài, nguồn vitamin K là không trong các loại rau đúng không, rồi trong gì nữa, trong cái vi khuẩn đường ruột á, nó cũng sản xuất vitamin K cho mình, cho nên những cái trường hợp mà cắt lọc ruột á nó sẽ thiếu vitamin K ha, hoặc là những cái đứa trẻ sơ sinh á, bây giờ trên sinh ra là người ta chích mũi vitamin K biết không, đó là người ta phòng ngừa thiếu vitamin K. Rồi một số thuốc có thể gây ra rối loạn đông máu.
như là aspirin, là kháng viêm, một số kháng sinh nó cũng hay có thể gây đó là về triệu chứng lâm sàng. Sau khi hỏi xong mình sẽ đến khám đúng không? Hỏi xong mình sẽ đến khám thì mình sẽ coi cái triệu chứng lâm sàng, thì coi những cái dạng xuất huyết có cái hai dạng chính của lâm sàng xuất huyết, thì cái dạng nghỉ nhiều là thành mạch tiểu cầu và hay là rối loạn đó có hai dạng. Khi mình nhìn cái dạng xuất huyết đó thì mình sẽ nghĩ đến là do rối loạn yếu tố đông máu hoặc là do thành mạch tiểu cầu, nhưng mà nói chung nó cũng chỉ có tính tương đối thôi ha, cũng đúng cỡ 60% thôi, cho phải đó. Tại tôi nói là cái này là thành mạch tiểu cầu chắc chắn, nhưng mà xét nghiệm thì là hiệu ứng xét nghiệm thì cũng là yếu tố đầu tiên đúng không? Đó là yếu tố mình đo đạt được, và cái này là mình chỉ là đa số là nó như vậy. Rồi đây là cái biểu hiện lâm sàng của triệu chứng xuất huyết, phân ra đó là chảy máu và bất thường về số lượng và chất lượng của tiểu cầu ha, giai đoạn đầu, hoặc là thiếu các yếu tố đông máu không thường. Đó là yếu tố đông máu thì nó có những cái khác nhau, thứ nhất là triệu chứng chảy máu chính. Triệu chứng chảy máu chính của tiểu cầu thì thường là xuất huyết da niêm mạc ha, niêm mạc thì nói chung là niêm mạc á, huyết da và niêm mạc. Còn cái thiếu yếu tố đông máu thường nó xuất huyết ở mô sâu, ở khớp, ở cơ, xuất huyết ở mô sâu, ở khớp, ở cơ. Thứ hai là chảy máu các vết thương nhỏ thì tiểu cầu là có, còn các yếu tố đông máu, đó là yếu tố đông máu thì nó ít gặp hơn. Chấm xuất huyết thì tiểu cầu thường gặp ha, mãn băm thì bên đó là tiểu cầu, và đó là yếu tố đông máu thì có thể lan rộng ra những cái mảng to lan rộng sâu á, thì nghĩ nhiều yếu tố đông máu nhiều hơn. Còn bên đó là về chất lượng tiểu cầu đó, số lượng tiểu cầu đó thì nó sẽ nhỏ và nâu. Còn khối máu tụ trong cơ và khớp, tức là nguyên cái mảng rất là to, có khối máu tụ lan ra thì nghĩ nhiều là đó là yếu tố đông máu nhiều hơn, thường gặp trong các yếu tố đông máu. Còn bên cái tiểu cầu thì rất là hiếm gặp. Và chảy máu sau những phẫu thuật thì nó là đặc biệt cái đó là cái đó là mà. Tức là chảy máu muộn đó ha. Còn bên cái tiểu cầu thì thường nó chảy máu ngay lập tức, nó là giai đoạn cầm máu sinh khởi đầu tiên mà. Nếu mà nó có ảnh hưởng gì là nó sẽ chảy máu ngay lập tức, tùy thuộc cái bệnh lý đó nó sẽ chảy máu liền. Còn ở trong cái yếu tố đông máu đó thì nó sẽ bất thường đông máu, không có đẩy ra
để xác định chẩn đoán thì mình chỉ dựa trên cái xét nghiệm này. Còn cái hai cái bệnh sử và khám lâm sàng là mình sẽ có trong những cái tham khảo thêm. Và ví dụ như những chẩn đoán hay một phim đi vân vân thì mình có thể có gì về gia đình được không hay không, và yếu tố thuốc ha, nhân dùng thuốc mình phải khai thác. Cái bộ xét nghiệm sàng lọc trong cái rối loạn đông máu thì gồm có các cái xét nghiệm sau đây. Thứ nhất là đến số lượng tiểu cầu và các máu đầu tiên ha. Thì trong cái huyết đồ là sẽ có đúng không? Huyết đồ là một cái xét nghiệm đầu tay mình làm chớp, không biết học mình có làm rồi đúng không? Mình đi mấy em có được tập làm huyết đồ đúng không? Cai nhỏ xong có đọc làm nó mà không? Nói chung là mình sẽ làm cái huyết đồ thì trong đó mình sẽ quan tâm trong cái xét nghiệm đông máu của mình sẽ quan tâm đến cái số lượng tiểu cầu và cái máu mặt đi ha, để mình xem cái số tiểu cầu ha, rồi cái tiểu cầu có bất thường gì hình dạng hay không. Tại vì cái máu nó có cái mẫu tiểu cầu xuất hiện là có bất thường không? Bình thường mẫu tiểu cầu nó thông thủy ha, rồi có cái bệnh lý nào đó tự nhiên mình thấy mẫu tiểu cầu xuất hiện là máu ngoài biên, hoặc là cái tiểu cầu nó biến dạng, tiểu cầu khổng lồ nó to ra nó to, thì mình sẽ coi lại cái hình dạng này nó qua cái vết máu ngoài biên, hoặc là thậm chí có những cái tiểu cầu đó bên cạnh cái tiểu cầu đó mình sẽ thấy những cái tế bào bất thường khác, ví dụ bất thường dòng hồng cầu, bất thường dòng mạch cầu ha, cũng có gợi ý cho mình bên cạnh cái tiểu cầu đó. Thứ hai là thời gian máu chảy. Thời gian máu chảy thì đánh giá sự tương tác giữa tiểu cầu và thành mạch. Mình làm xét nghiệm thời gian máu chảy chưa em? Có biết cái gì thời gian máu chảy làm sao không? Không thì đó hả? Thời gian máu chảy là người ta chắc cái giá tay nè. Hả? Có học chưa? Có học chưa về sinh lý á? Sinh lý thường có học cái xét nghiệm thời gian máu chảy chứ? Chưa học đâu. Cái này biết đúng không? Cái này biết đúng không? Cái xét nghiệm thời gian máu chảy này nè, thường người ta sát trùng da cái giá tay, sau đó người ta nằm cái giá tay, xong người ta lấy một cái tờ giấy thấm á, người ta coi lại viên dụng của nó, trong bất cứ tờ giấy nào đâu mà lấy viên dụng của nó, người ta thấm lên mỗi 30 giây, người ta thấm một giọt, trong ngày người ta chảy máu 30 giây thấm một giọt, từ lúc máu chảy cho đến lúc máu ngừng chảy, từ lúc máu chảy đến lúc ngừng chảy thì cứ 30 giây thấm một giọt, 30 giây thấm một giọt. Thì bình thường á, thời gian máu chảy thì khoảng từ 2 đến 4 phút, 2-4 phút là nó ngưng chảy là bình thường á, ha. Thì là đánh giá sự tương tác giữa tiểu cầu và thành mạch. Ngoài ra nó có một số cái phương pháp là cái thời gian máu chảy này khác nữa, thì là nó không dùng trên lâm sàng. Khi mà thời gian máu chảy kéo dài thì người ta nghĩ đến là giảm số lượng tiểu cầu hay giảm chất lượng tiểu cầu, tức là những cái yếu tố về cái giai đoạn cầm máu sơ khởi đó, tham gia cầm máu sơ khởi đó. Rồi biết ở cầm máu sơ khởi còn yếu tố nào tham gia không? Hả? Cầm máu sơ khởi còn những yếu tố nào tham gia? Thôi bây giờ giai đoạn đông cầm máu qua mấy giai đoạn? Khi mà mình đứt tay mình chảy máu, hoặc là mình có một cái vết thương chảy máu, sau đó nó cầm trở lại đúng không? Sau đó nó cầm trở lại đúng không? Như vậy cái quá trình đó qua mấy giai đoạn? 3 giai đoạn là giai đoạn nào? Giai đoạn thứ nhất là gì? Hả? Thứ nhất là cầm máu sơ khởi đó. Trong cái cầm máu sơ khởi thì nó có gì? Hả? Cầm máu sơ khởi cái yếu tố nào tham gia này, nó có gì? Thành mạch là cái em đó, co mạch đó. Thành mạch thứ hai là gì? Tiểu cầu. Thứ hai là tiểu cầu, thứ ba là gì? Hả? Thứ ba là gì? Thứ ba là cái gì mà gắn thành mạch với tiểu cầu? Yếu tố follicular gram. Đúng không? Thứ ba mà tham gia yếu tố thành cái giai đoạn mẫu sơ khởi đó là yếu tố follicular gram. Thứ tư mới là gì? Đó là cầm máu sơ khởi. Còn giai đoạn 2, giai đoạn thứ nhất là cầm máu sơ khởi, giai đoạn 2 là gì? Giai đoạn 2 trong cái quá trình đông máu đó là gì? Là đông máu huyết tương. Học chưa? Giai đoạn 2 đông máu huyết tương.
trường học chưa? Của trường học thiệt hả? Sao nhớ mấy năm trước học rồi người ta? Giai đoạn 2 là đóng máu huyết tương thì gần quá đi qua mấy con đường. Nè biết nè, nội sinh và ngoại sinh, sao nó chưa biết? Có không? Học chưa? Học rồi mà quên đây là sao? Hay là chưa học? Hả? Học rồi mà quên đúng không? Để cô sợ quá, cô nói cô dạy đến đâu rồi, giờ mấy em chưa học này nữa là rồi. Đúng không? Đông máu huyết tương thì gồm qua hai con đường đông máu, một đường là ngoại sinh. Đúng không? Ngoại sinh gồm những yếu tố nào tham gia nhớ không? Ngoại sinh gồm những yếu tố nào tham gia nhớ không? Hả? Đường đông máu nội sinh với đường đông máu ngoại sinh nhớ không? Là đường đông máu chung ở giữa nhớ không? Đâu? Không nhớ. Không nhớ hay là không biết? Giờ thì à, có học nhưng mà quên đúng không? Mình ôn lại, chứ nó học biết là coi như là rồi đó. Không nhớ thì nhắc lại nó nhanh hơn, mà nó học biết rồi thì dạy lên từ đầu là coi như thua cái bài này luôn rồi. Đúng không? Không nhớ đúng không? Nó nhắc lại ha. Rồi. Giai đoạn thứ 3 là gì? Giai đoạn thứ 2 là đông máu huyết tương. Giai đoạn thứ 3 là gì? Tiêu sợi huyết. Khi phải là tắm nóng lại thì nó phải dọn dẹp chứ. Đúng không? Giai đoạn thứ 3 là tiêu sợi huyết. Nói như vậy thôi, nhưng mà trong thực tế thì ba cái giai đoạn nó tiến hành đều đi song song. Đúng không? Được chia ra ba giai đoạn như vậy, nhưng mà trong thực tế thì nó không phải là đặc sòi như vậy. Nha. Rồi, cái thời gian máu chảy này là đánh giá giai đoạn cầm máu sơ khởi nè, ha. Thành mạch tiểu cầu. Cái xét nghiệm thứ ba là cái xét nghiệm gì đây? Đánh giá đường đông máu ngoại sinh, ha, là đường chung. Đây là các yếu tố tham gia vào đường đông máu ngoại sinh nè. Rồi, xét nghiệm thứ tư. Xét nghiệm thứ tư là APTT đây. Đánh giá các yếu tố của đường đông máu nội sinh và đường chung. Rồi, đây là đường đông máu ha. Đông máu huyết tương ha. Đông máu huyết tương đi qua hai đường. Đường nội sinh ha. Đường nội sinh. Ở đây là đường ngoại sinh. Đường nội sinh bắt đầu từ yếu tố mấy? 12, đúng không? 12, 11, 12, 11, 9, 8. Có thể là đi theo cái đường là 12, 11, 9, 8. Sau đó là yếu tố 10, 5, 10 và tới 5. Xuống đây là gì? 2, 1, đúng không? Yếu tố 1, bên này là bắt đầu là gì đây? Yếu tố 7, tổn thương ở mô tổn thương yếu tố 7 đúng không? Cái này là kích hoạt hệ động chạm ở bên này nè, ha, khi đi trong gen nó không tử gì, bên này là động chạm bên này, còn bên này là yếu tố mô tổn thương ha, trong vô rất tinh mô tổn thương, yếu tố 7 kích hoạt, ha, yếu tố 7 kích hoạt, sau đó là đi dẫn đường chung nè, yếu tố 10, 5, 2, 1, được không? Nhớ chưa? Vậy học bài ha, chứ không thôi là bị lỗi sao lâm sàng là thua luôn á, đi qua bệnh lý mà không nắm cái này là thua luôn á. Học xét nghiệm mà không biết cái tờ bài nó dữ là thua luôn nha. Thua luôn là dẫn tới gì? Dẫn tới làm bài không được. Được không? Nếu mà làm bài không được thì sao? Hả? Không bài thì rớt. Rồi sao cái rớt rồi sao? Không sao. Cũng phải học thôi, bây giờ mình học luôn là mình đi phải học lại nha. Chìa khóa về học nha. Rồi. Đường đông máu nội sinh, đường đông máu ngoại sinh. Giờ nãy mình có xét nghiệm gì? BT ha. Prolactin time là nó sẽ nó khảo sát được nó móc bên này nè. À xin lỗi BT nó nhớ nè. Yếu tố 7 bên này nè. Còn cái xét nghiệm APTT đó là khảo sát được nó móc nội sinh. Đây nè. Được nó móc nội sinh bên này. À. Rồi, khi mình nắm được cái xét nghiệm đó bắt đầu mình mới bị lộn vô. Mà phải nhớ cái con đường này mới được. Không nhớ cái sơ đồ này là không có bị lộn được. Nhớ nha, không nhớ cái con đường này là không có bị lộn được là bệnh lý ở đâu ha. Không bị lộn được. Rồi, cái thứ nhất, bệnh lý thứ nhất cái xét nghiệm trả về cho mình là hai cái xét nghiệm PT và PT bình thường ha. Hai cái này bình thường đó.
thì mình nghĩ đến cái giảm tinh cầu, và giảm tinh cầu này thì mình sẽ chẩn đoán rất là dễ, đúng không? Mình cho làm cái xét nghiệm đếm theo tinh cầu thôi thì nó sẽ ra ha, rồi đặt trong cái đó là mặt phải ha. Rồi thứ hai là bệnh lý vô tư lâm ra ha, thì nó cũng không ảnh hưởng đến hai con đường này, nó là bệnh di truyền mình đọc ha. Cái ABTT có thể kéo dài nè, để mình nói đó, tại vì nó chuyên dị số 8 á, cái bệnh con lâm ra là chuyên dị số 8, cho nên là cái bệnh này nếu mà nó bị nặng, cái dạng nặng á, thì có thể là nó sẽ kéo dài cái ABTT này, tại vì nó thiếu số 8C ha. Cái số 8C là nó ở bên này nè, ở đây nè ha, cho nên nó có thể nó dẫn đến cái ABTT này kéo dài ha. Khi mà cái con lâm ra mà nặng là một số trường hợp là giảm chức năng tiểu cầu ha, để mình nói là ha, cái giảm chức năng tiểu cầu là cái rối loạn khác yếu tố 13, yếu tố 13 nó ở đây nè, yếu tố 13 là yếu tố gì đây, yếu tố là mình có đông ha, sau khi nó tạo được cái fibrin ở đây á, hay là fibrin ở đây là fibrin không bền ha. Fibrin không bền hòa tan và dưới tác động của yếu tố 13 thì nó tạo thành cái cục fibrin bền không hòa tan, nhớ không? Có học bền đúng không? Yếu tố 13 là bền của nó ha. Rồi, xét thứ hai, cái xét nghiệm VT bình thường, VT bình thường tức là đường đông máu nội ngoại sinh bình thường, đường đông máu ngoại sinh bình thường. ABTT kéo dài là có rối loạn của đường đông máu nội sinh, đúng không? Nội sinh, nó là đường đông máu nội sinh ha. Thì có một số cái rối loạn di truyền như là yếu tố 8, yếu tố 9, yếu tố 11, phải không? Thường gặp nhất trong cái ABTT kéo dài này là cái hemophilia A, hemophilia B ha. Thì có những sự kiểm soát ha, hệ số 1. Mình coi lại cái này. Hồi nãy mình thấy gì? VT bình thường đúng không? VT bình thường đồng nghĩa con đường bình thường. A VTT kéo dài. Bên này nè, có nó chặn bên này. Và mình trừ được cái khúc này nè. Là cái đường chung á, mình trừ ra được đúng không? Tại vì bên đây bình thường này yếu tố, bên này bình thường VT từ yếu tố 7 ha. Yếu tố 7, 10, 5 này kia là nó bình thường. Cho nên là cái khúc này nó sẽ bình thường. Còn lại khúc màu đỏ đó bất thường. Ha. Cho nên là cái yếu tố 8, yếu tố 9 ha, yếu tố 11, 12 ha. Mình gặp nhất là hemophilia A ha, là yếu tố 8, yếu tố 9 nè. Rồi có một số trường hợp là bị kháng đông lưu hành, tức là kháng chất chất ức chế yếu tố ha. Kháng đông lưu hành tức là bệnh nhân có kháng thể chống yếu tố 8, yếu tố 9 hoặc yếu tố 11. Ha. Thì nó cũng làm kéo dài cái đường kéo dài cao lên trên. Và lưu ý là có một số trường hợp có kháng đông lưu hành nó kèm theo bệnh lý ác tính, nó tạo ra cái kháng thể chống lại yếu tố. Trường hợp thứ ba là cái VT kéo dài mà VT bình thường, tức là đường đông máu nội sinh bình thường và đường đông máu ngoại sinh bất thường. Nó giao lại với nhau, mình trừ lại nó tổng gì, còn lại là yếu tố gì đây? Yếu tố đường đông máu nội sinh bình thường tức là từ đây trở xuống bình thường nè, đường đông máu nội sinh từ đường đỏ ở đây là bình thường, đúng không? Rồi bây giờ mình có là VT bất thường kéo dài, tức là mình sẽ có đường đông máu ngoại sinh bất thường, đây yếu tố màu xanh lá cây, màu xanh dương đây bất thường, giao hai cái này lại với nhau mình sẽ có là yếu tố máy bất thường, yếu tố 7 đúng không? Yếu tố 7 không? Cái đường này bình thường rồi nè, cái đường này bình thường nè, cái đường này bình thường, ABTT bình thường là cái đường này bình thường, chưa? Cái đường này bình thường, ha. Bây giờ cái đường này bất thường, cái đường này là bất thường, giao lại hai cái xét nghiệm đó với nhau thì mình nào ra cái yếu tố này bất thường, là cái này đã ra bình thường rồi, được không em? Đó là đường máu nội
sinh viên có 7 năm đang duy trì mặt phải ha. Rồi cả hai đường này đều kéo dài hết, trường hợp thứ tư là cả hai đường này kéo dài hết, mà có thể đó nhận được đông máu chung, mà thường là nó kéo dài ra nhiều, hay là nó phức tạp ha, liên quan đến nhiều đường đông máu. Có những trường hợp là nó không có yếu tố một, nó chốt chặn ở dưới á, chốt chặn ở dưới cùng á, hoặc là quá thiểu liều thuốc chống đông ha, hoặc một số đó là nó phải là thiếu vitamin K, bệnh lý gan vân vân, những bệnh lý nào thử tính nhiều yếu tố ha, không có động mạch canh tả, nó sẽ gây kéo dài nó tất cả đến đường đông máu. Thôi mình tóm tắt lại qua cái bản này, mình tóm tắt lại thôi. Rồi. Bây giờ mình nói cụ thể do một số đó là bệnh lý rối loạn đông máu thường gặp. Nãy giờ mình nói chung, mình nói xét nghiệm giúp cho người dân mình nói chung. Bây giờ mình nói qua một số các rối loạn đông máu thường gặp. Rối loạn đông máu di truyền ha. Nãy mình nói đến cái hemophilia A và hemophilia B. Nguyên nhân là do thiếu yếu tố 8 ha. Ở hemophilia A là thiếu yếu tố 8. Thiếu yếu tố chính là mình chẩn đoán là hemophilia B. Đa số các trường hợp là do di truyền chứ không phải toàn bộ. Tại vì người ta thấy là có 30% là người ta không có đột biến gen, không tìm được cái đột biến gen. Có thể là đột biến mới mất phải. Có thể là đột biến mất phải. Trong hai cái hemophilia này thì hemophilia A là thường gặp nhất ha. Nó chiếm khoảng 85% các trường hợp. Và cả hai cái hemophilia A và B này đều liên quan đến nhiễm sắc thể X. Nó nằm cái gen nằm trên nhiễm sắc thể dẫn đến X. Nằm bên gen X. Hemophilia B chiếm 20-25% ha. Và cái gen này nó di truyền theo kiểu lặn. Nó di truyền theo kiểu lặn. Cho nên sao? Hầu hết xảy ra ở nam ha. Ở nam thì sao? Ở nam thì chỉ cần một cái gen là nó có biểu hiện rồi. Nó nằm trên X thì ở nam XP thì chỉ cần một cái gen X của nam là nó nam bị rồi. Còn nữ thì sao? Nữ có hai cái gen X lần. Nữ có hai gen X lần, cho nên là phải hai cái gen X thì nữ có bị. Không, hai cái gen X thì nữ có bị. Nhưng mà thường những trường hợp mà nữ mà mắc phải hai cái gen X thì thường sẽ chết được bụng mẹ. Tại vì trường hợp đó rất là trừ khi những cái trường hợp mà mới đột biến sau này ha. Trường hợp mà nữ bị thì thường có những trường hợp mới đột biến sau này. Nhưng mà đa số là những trường hợp đó ở nam. Chẳng có nam. Nữ thì ok. Nếu mà cho đột biến mà di truyền á là người mà nữ không có sống rồi. Đây là cái sơ đồ mắc hệ ha. Cái này mình phải nhớ thì mình có tìm phận được đúng không? Mình mới chẩn đoán được. Cái này sao? Nữ thì thường là mang gen bệnh. Nữ có thì biết đó là thường mang gen bệnh, không có biểu hiện bệnh mà thường mang gen bệnh. Da bình thường. Thì sao đây? Thì con sao? 50-50 đúng không? 50 đúng không? 50% con trai là bị bệnh. 50% con gái là gì? Mang gen bệnh. Mang gen bệnh. Còn nếu mà cha bị ha, cha bị thì sao? Cha bị là con trai sao? Con trai mang gen phi của cha, con trai mang mặt thưởng đúng không? Cha bị thì con trai bình thường, trong con trai bình thường. Con gái sao? 100% con gái không sinh bệnh. Biết cái này cũng đỡ lắm á. Sao đỡ? Hả? Biết này sao đỡ? Có mình làm gia đình cũng đỡ lắm, mình biết á. Mình biết trước đó. Đúng không? Biết không? Lúc đó là cái này là thước đo gì, thước đo tình yêu của mình. Coi mình hiểu được cái này, mình có dám nhận vô không, đúng không? Lên được rồi nhưng mà nó vẫn còn tỷ này, nó thậm chí yếu tố thắng.
rồi chẩn đoán bệnh hemophili này thì nãy mình cũng đã nói rồi, chúng ta nó chỉ có cái abcd kéo dài đường đọc ha, kéo dài đường đọc. Nó chia độ này đó là chia theo cái nồng độ yếu tố 8 và yếu tố 9, chia ra là 3 độ, độ nặng, độ trung bình và độ nhẹ. Chúng ta đo nồng độ yếu tố 8 và yếu tố 9 á, thường nó là dưới 1% á là nặng, là độ nặng. Từ 1 đến 5% là độ trung bình và trên 5% là độ nhẹ. Chia theo cái nồng độ yếu tố. Đây là các cái triệu chứng của bệnh nhân hemophili ha. Triệu chứng của bệnh nhân hemophili. Những trường hợp này là xuất huyết ở trong cổ này người ta rất là sợ ha. Đây là khẩn cấp ha. Nó sợ nó kèm vô, nó kẹt thở ra thì cái khối máu nó sẽ lan tỏa chứ nó không có dừng lại giống như nó sẽ lan ra. Lan đánh trừng mình đánh lên bệnh nhân sẽ thở. Xuất huyết trong mô màng ha. Xuất huyết trong mô màng. Rồi xuất huyết trong đùi, xuất huyết trong cái chậu ha, xuất huyết ở mông ha, những cái khớp thì mình cũng thấy một số hình ảnh xuất huyết này. Thay mô phim đây xuất huyết khớp tái đi tái lại có những trường hợp bệnh nhân bị tàn phế luôn ha, xuất huyết khớp bệnh nhân đi lại đến khó khăn, xuất huyết tái đi tái lại. Những cái trường hợp nặng đó, những trường hợp nặng là tức là những đứa bé nó vừa biết đi đó là nó đã bị rồi, đã bị thiệt rồi. Còn những cái trường hợp nhẹ đó, có khi cái người đó đến tuổi giờ không biết, có khi đi thành phẩm phẫu thuật làm xét nghiệm tiền phẫu đó thì mới biết rằng người đã bị hemophilia nhẹ. Chúng ta hiện thấy cao đây là kéo dài đi xét nghiệm tiền phẫu. Còn những cái trường hợp nặng đó, em bé ẩm trên tay thì có thể chưa thấy, nhưng mà khi nó vừa lẩm chẩm nó biết đi là đã điều tiết ra rồi, những cái khớp này nó xuất huyết tái đi tái lại. Xuất huyết tái đi tái lại nhiều lần thì cái này nó sẽ biến dạng, nó làm hóa sợi nó biến dạng á, thì bệnh nhân bị tàn tật luôn á, không có đi được. Cái bản phần nó lan rộng ha, nó biến dạng tốt ha, biến dạng tốt. Rồi, bệnh thứ hai là bệnh von Willebrand ha, để mình nói rồi ha, giảm các yếu tố von Willebrand ha. Di truyền theo kiểu trội, nó di truyền kiểu trội và nam hoặc nữ đều mắc bệnh ngang nhau hết, di truyền nam nữ mắc bệnh ngang nhau. Đây, và cái yếu tố von Willebrand mình thấy nó gắn vào cái tế bào ở mắt ha. Đây là tiểu cầu đó, cái vàng vàng là cái tiểu cầu ha, tiểu cầu. Ở đây là tế bào nội mạc ha, tế bào mô ha, bị tổn thương. Chỗ này nó bị tổn, chỗ này nó liền, chỗ này nó bị tổn thương thì yếu tố von Willebrand nó có thượng hạ, nó sẽ gắn vào thành mạch. Đầu bên này nó sẽ gắn vào tiểu cầu, đúng không? Đầu này gắn vào tiểu cầu. Và từ đây nó sẽ kết nối với các tiểu cầu khác, nó kết thành cái nút chặn tiểu cầu ở đây. Còn nếu không có yếu tố von Willebrand này, nó đứng lờ phờ đây, nó không có cái chỗ để nó tụ ra lại. Khi mà nó gắn được vào thành mạch và bắt đầu phần cầu nó tắt lên, tiểu cầu nó tắt lên thì nó mới hình thành cái cục nút chặn sau đó. Những trường hợp bị bệnh von Willebrand nó không có chặn lại được, giống như không có người đứng chịu ở đây nè, không có người đứng chịu ở đây chảy máu này. Thì bệnh von Willebrand nó có những cái dạng sau đây ha, tức là thứ nhất là nó bị giảm cái số lượng ha, giảm số lượng phân tử. Thứ hai là gì đây, là nó rối loạn chức năng hoặc là nó bất thường chức năng của phân tử von Willebrand, tức là bất thường về chất lượng á, bất thường về số lượng, bất thường chất lượng. Và số ba là gì, không có luôn, nó không có. Đây là một số các dạng. Thì chẩn đoán bệnh lý von Willebrand thì mình sẽ định lượng cái kháng nguyên von Willebrand và đồng đội tố 8 để chẩn đoán xác định. Và biểu hiện của nó là dễ chảy máu và xuất huyết niêm mạc, nó ảnh hưởng đến cái cầm máu sơ khởi ban đầu. Sẽ có trường hợp chảy máu răng ra do cái bệnh lý của mình. Rồi, bệnh lý thứ hai đó là đông máu mắc phải. Thứ nhất là thiếu vitamin K ha, hoặc là điều trị bằng warfarin. Và nguyên nhân là thiếu cung cấp vitamin K, dùng kháng sinh kéo dài. Dùng kháng sinh kéo dài là việc tiêm các vi khuẩn đường ruột ha, với các vi khuẩn đường ruột, mà vi khuẩn đường ruột là một trong những cái nguồn tạo ra đường K.
da cho mình. Có thể mình sẽ không có cái cơ quan này dùng trước khi lên da cả, không có dùng thử. Cho nên là khi mà những phát sinh kéo dài nó cũng có diễn có cái điều bình thường của mình, và đó là một khu chứng méo ha. Thì chỉ cái thuốc chống đau này thì chống đau một đây nó chống được da. Vitamin K thì nó cần thiết cho hoạt động yếu tố gì đây? Yếu tố 2 và 790 ha. Yếu tố 2 chúng ta phải yếu tố 790 protein C, protein S ha. Thiếu vitamin K thì nó bên trên sẽ kéo dài và nó tăng cái DNA ha. Nguồn vitamin K là rau xanh ha, và cái vi khuẩn đường ruột. Chẩn đoán cho bệnh lý thiếu vitamin K này thì người ta định lượng yếu tố không phụ thuộc vitamin K. Dụ là yếu tố 5 ha. Để phân biệt chứ thiếu vitamin K và bệnh gan thì cái này nó giảm thì được luôn. Còn thiếu vitamin K thì yếu tố 5 nó bình thường thì trong tim 2, 7, 9, 10 thì nó giảm. Trong cái yếu tố 5 này chẩn đoán cuối cùng thì người ta bảo test thì bị thử vitamin K. Nếu sau khi mà test bị thử vitamin K mà phục hồi trở lại thì chắc là bị thiếu vitamin K. Có hai là bệnh lý gan ha. Một số các trường hợp bệnh lý gan sẽ gây ra giảm yếu tố đồng máu, ví dụ như viêm gan cấp, gan mãn, sắc gan ha, tổn thương gan cấp, tức là làm tổn thương đến cái gan, làm tổn thương đến cái nhà máy sản xuất yếu tố đồng máu thì nó sẽ dẫn đến hoặc là các trường hợp cường lắc ha, cường lắc kèm với sơ gan thì nó có thể gây ra giảm tiểu cầu kết hợp với lại các trường đó là yếu tố đồng máu. Để chẩn đoán cái bệnh lý gan sẽ làm các xét nghiệm ABT, ABTT ha. Đồng thời sẽ làm các xét nghiệm về gan ha. Khi mình nghĩ đến gan sẽ làm các xét nghiệm về chức năng gan. Trường hợp thứ ba, trong bệnh lý mắc phải là đông máu, là đông máu động mạch đang phải. Đông máu động mạch đang phải. Đây là một trong những biến chứng nặng trong động khoa của những đông mạch thôi. Là đông máu động mạch đang phải. Trùng hay chấn thương ha, những trường hợp nhiễm trùng nặng, những cái chấn thương đa chấn thương nặng hay chấn thương vân vân, tổn thương thần kinh trung ương ha, những trường hợp bị bỏng nặng ha, thì rắn cắn ha, những cái độc chất nó sẽ gây ra cái phản ứng đông máu động mạch nên phải, thì nó sẽ gây tiêu thụ rất nhiều yếu tố đông máu nó tiêu thụ rất là nhiều để nó mục đích là muốn cầm cái bất thường đó lại. Cần chảy máu nó lại nhưng mà nó gây xài rất là nhiều, tiểu cầu nó cũng bị giảm, cái yếu tố đông máu nó bị giảm nhiều trong cái đông máu động mạch, làm tiêu thụ yếu tố đông máu rất là nhiều ha, và dẫn đến mất cân bằng quá trình điều hòa. Rồi tạo ra các cục khối ha và phá hủy các cơ quan, và sau đó các yếu tố đông máu cung cấp đến đây bị sử dụng rất là nhiều mà không có bù đắp kịp đó thì nó gây giảm nhanh và gây xuất huyết. Chẩn đoán đông máu động mạch đang tải, mình sẽ thấy các khác biệt nó bị rối loạn. BTA đều kéo dài hết, tiểu cầu giảm, cũng là nó tiêu thụ rất là nhiều. Thiếu máu tán huyết ở các vi mạch ha, nồng độ fibrinogen lúc đầu có thể bình thường, nhưng mà sau đó nó cũng giảm, tức là tất cả cái đó đông máu thì giảm. Và những cái sản phẩm hóa dáng của fibrin sẽ bắt được, tức là elimer ha, sẽ định lượng được trong máu được rồi là sẽ không có, nhưng mà khi nó phân định nó sẽ định lượng được cái elimer này. Rồi trên đây là mình đã nói là một số bệnh lý đông máu mắc phải cũng như là di truyền ha. Thì các em về đọc thì giờ lần sau mình sẽ trình một số thông tin sản. À, bây giờ mình nghỉ một chút xíu, mình qua thay đi các mình chỉ cần một phút nha. Cái này giống xe luôn.
Còn các bạn đang quyên góp thì góp cho mình nha. Ở tầng 100 triệu đồng. Còn nữa mày nói là mày nói là mày với tao. Yeah.